phim Thiên Trường Địa Cửu. Lý Tái Sinh, anh đã không công bằng đối với em. Một cơ hội anh cũng không cho em. Ngay cả một lần anh cũng không cho em nói với anh. Chuyện này anh đã nói rất rõ rồi. Mọi chuyện chỉ có mình anh nói thôi. Anh có bao giờ cho em nói không? Anh có biết những ngày tháng qua em sống trong đau khổ thế nào không? Anh có hiểu cảm nhận của em không? Đi tái sanh, sự nhẫn nhịn của một người là có giới hạn. Em nghĩ mình nhẫn nhịn sẽ có thể cứu vãn tình cảm của chúng ta, nhưng mà chỉ là sự nỗ lực cố gắng đơn phương. Trong mắt của anh không hề có em. Anh có yêu cầu em phải nhẫn nhịn đâu chứ. Vì vậy anh đã hành hạ em. Em có thể mặc kệ anh. Tại sao chuyện gì cũng phải bắt anh làm chủ chứ? Em có thể nói những gì mình không muốn. Sao em lại không lên tiếng? Chỉ cần em nói, hai chúng ta sẽ được giải thoát. Em cũng có được tự do của mình mà. Anh đang ép em phải không? Anh không phải ép em. Chỉ là xin em đừng ôm ấp niềm hy vọng ở anh. Anh mong em có thể chấp nhận tất cả những gì Hậu Thế Dân cho em. Anh nghĩ rằng anh làm vậy là cao cả lắm sao? Thật ra anh có biết trong lòng em đang nghĩ cái gì không? Em chỉ hy vọng có thể cứu vãn tình cảm của chúng ta. Không lẽ vì chuyện này khó khăn đến vậy sao? Lý Tái Sanh, hãy nhìn vào em. Em muốn anh phải chính miệng nói ra là anh yêu em. Em muốn anh nói anh yêu em. Anh nói đi. Dạ dạ. Xin lỗi em. Em ra ngoài đi. Tái Sanh. Dạ dạ. Anh không được đối xử với em như vậy. Em ra ngoài đi mà. Anh phải chính miệng nói với em. Em ra ngoài đi. Chính miệng nói yêu em. Tái Sanh. Ngoài ra còn một báo cáo bất lợi cho anh hai của con, chính là bài báo này. Bà, bài báo này sao có thể xem là chứng cứ được? Có thể chủ tọa sẽ nghĩ trong lòng của Thế Dân có sự bất mãn. Trong bài báo đó Thế Dân từng nói cô Lý là tên trộm giặc. Bà cũng biết anh hai là vô ý mà. Bà biết, nhưng phía kiểm soát có thể sẽ làm lớn chuyện này đó. Nè, con chỉ cần ghi chú lại, cứ nghe lời ba. Nè, còn nữa. Bà đừng bận tâm đến con nữa. Con là một người không thích vòng vo. Con chỉ biết rằng mình là người vô tội. Những gì ba cùng bàn với Thế Kiệt, nào là bài báo cáo, con mới nhận thấy những gì con làm trước đây không có việc nào có thể giúp cho mình biện hộ. Và con đã hiểu được tại sao bác Thiện Lương lại ghét con đến như vậy. Đó là bởi vì con chưa bao giờ nể mặt bất cứ ai. Thế Dân, người ta đều nói con khó tiếp cận là vì họ không hiểu con. Nhưng mà mẹ biết con là người biết nghĩ cho người khác, nhưng lại không thích nói ra. Mẹ tin tưởng con chắc chắn không có làm chuyện đó. Cảm ơn mẹ. Con biết mẹ tin tưởng con. Nhưng mẹ có biết là con đã bị khởi tố rồi không? Khởi tố? Chuyện đó xảy ra vào lúc nào? Mẹ à, luật sư lúc nãy mang thư khởi tố sang. Bởi vậy ba mới cùng con sắp xếp lại những tài liệu có thể gây bất lợi cho anh, rồi tổng kết lại đưa cho luật sư làm tham khảo. Chính Thiên, Thế Dân không có làm chuyện đó, sao họ có thể tự tiện khởi tố vậy? Mẹ, bây giờ tất cả chứng cứ đều chứng minh là con là người hạ độc. Con tin tưởng pháp luật sẽ chứng minh con vô tội. Nhưng con thực sự không biết mình phải đi tìm chứng cứ ở đâu. Con cũng không biết là phải dùng cách nào để chứng minh con không có liên lụy tới chuyện này.
Ba, mẹ, con muốn đi ra ngoài một chút. Còn nói cái gì? Hậu Thế Dương bị khởi tố à? Đúng vậy, thư khởi tố đã được gửi tới, giờ đang chờ ngày xét xử đó. Ngồi anh em, Hậu Thế Dân làm chuyện quá đáng như vậy á, mình thấy cậu nên kiện hắn, để mọi người cùng kiện hắn đi ha. Kiện hắn, bắt hắn phải bồi thường dân sự, làm vậy sẽ kiếm được một khoản tiền bồi thường. Anh à, lo ăn đi, đừng có ở đây nói bừa nữa. À, ừ, anh đâu có nói bừa. Ngồi anh em, suy nghĩ kỹ ra đi. Tôi hiện giờ cậu là con trai của Hậu Chính Thiên, nhưng cậu đâu có tên trong sổ hộ khẩu. Dựa vào thanh thế của nhà họ Hậu á, cùng với tài sản của họ, tòa án á, không phán cho cậu được 100 triệu cũng được 10 triệu, kiếm của hắn một mớ. Anh càng nói càng lạc đề đó. Anh tái sanh dù gì á thì cũng là người của nhà họ Hậu, sao anh ấy có thể đối xử với anh em ruột của mình như vậy? Anh em ruột? Cậu xem hắn là anh em ruột á, còn hắn hả, có xem cậu là anh em ruột không? Nè, mình nói vậy cậu có hiểu không? Là gì? Hậu Thế Dân đã bị khởi tố, mình còn đi kiện hắn, có nên làm vậy không? Ờ trời, nhưng hôm nay cậu hẹn mình ra đây, nếu giúp mình chúc mừng thì đừng nhắc tới những chuyện không vui đó nữa hả? Ờ, là Hậu Thế Dân á đã hại cậu phải vào bệnh viện, cậu thật sự tha cho nó sao? Tái Sanh à, em ủng hộ quyết định của anh. Cái hôm ở nhà họ Hậu anh nói anh phải cắt đứt quan hệ với họ, chuyện đó là thật sao? Nè, người anh em, hai công ty nhà chúng ta nằm trong một tập đoàn, theo những gì cậu nói á, cậu sẽ rời khỏi công ty sao? Mình cũng chưa quyết định. Nè, hai người hỏi tôi nhiều như vậy, có phải muốn hại tôi đau bao tử không? Không có, mình quan tâm tới cậu thôi, công ty không thể không có cậu. Không có mình càng tốt, như vậy sẽ không có ai hạ độc nữa. Ăn cơm đi. Tái Sanh à, nếu Thế Dân có hỏi, em hãy nói là anh không truy cứu nữa. Kính xin chư vị Bồ Tát, tín nữ Trần Thanh Vân. Từ khi tái sanh trở về, vốn nghĩ rằng gia đình được đoàn viên, sống những ngày tháng vui vẻ hạnh phúc, nhưng không biết tại sao ông trời không theo ý người, luôn có những chuyện xảy ra vì các tình cảm anh em của họ. Không dễ gì tái sanh mới có thể bắt đầu sự nghiệp của mình, lại bị người xấu hãm hại, thậm chí còn liên lụy Thế Dân. Còn biết những chuyện này không có liên quan tới Thế Dân, nhưng mà chúng còn không có chứng cứ để giúp Thế Dân rửa oan. Mọi chuyện không lẽ là sự trừng phạt của Quy Hoàng đối với con? Nếu là sự trừng phạt của Quy Hoàng đối với con, vậy thì con xin được gánh chịu, bởi vì con có lỗi với anh ấy trước. Nếu Quy Hoàng vẫn chưa chết, xin Ngài hãy cho con được thánh bôi. Là thật sao? Có phải là Quy Hoàng đã trở về? Nếu phải, hãy cho con được thánh bôi.
Hậu Thế Dân, mày ở đây làm gì? Mày đến đây làm cái gì vậy? Mày không thích độ tuổi công mỹ nghệ sao? Anh không biết làm. Anh không có làm hư phải không? Có phải em rất thích những cái này đúng không vậy? Lúc tôi rảnh rỗi thì thường làm chơi thôi. Xin lỗi, hôm nay tôi không có thời gian để đón tiếp anh. Tôi tin mẹ của tôi, bà ấy không hoan nghênh anh tới đây. Nếu không có chuyện gì, mời anh về cho. Tái Sanh à, hôm nay anh đến là để cảm ơn em. Anh nghe Tịnh Nghi nói em không truy cứu nữa. Thật không ngờ em vẫn còn tình nghĩa anh em. Chuyện này không có liên quan, có phải là anh em hay không. Anh đã bị khởi tố, tôi không cần thiết phải dậu đổ bìm leo. Hơn nữa, chúng ta là anh em. Nếu tôi đi kiện anh, người ngoài sẽ nghĩ như thế nào đây? Họ sẽ cười chúng ta. Tôi cũng phải nghĩ thay cho gì chứ, còn mặt mũi của ông hậu nữa. Nói như vậy, chúng ta vẫn còn là anh em. Tùy anh nghĩ thôi. Có lẽ vài năm nữa, cách nghĩ của tôi sẽ thay đổi. Nhưng bây giờ tôi không muốn nhìn thấy mặt anh. Có lẽ còn ghét anh. Không sao, anh hiểu ý của em. Nhưng mà anh cũng không vì em mà thay đổi bản thân. Được, không cần phải vậy. Hai chúng ta có khuôn mặt rất là giống nhau. Nếu cách nghĩ cũng giống nhau, tôi sẽ phát điên mất. Dù sao đi nữa, việc tối nay đến đây anh cũng thấy rất vui. Bởi vì anh càng hiểu em hơn. Tôi chưa từng hiểu biết gì về anh. Càng không muốn gặp anh. Anh có thể về được rồi. Tái Sanh à, cảm ơn em. Tái Sanh à, anh sẽ nỗ lực để chứng minh với em anh có thành ý muốn làm anh em với em. Nếu làm anh em khó như vậy, tôi thấy không cần thiết. Tái Sanh, có một việc nếu anh không nói với em, đối với em sẽ không công bằng. Nhưng mà nếu nói với em, anh sẽ em chịu đựng không nổi. Tôi từng gặp nhiều sóng gió, đối với tôi không có gì cả. Anh cứ nói đi. Anh thấy chuyện này em cần phải biết, nhưng mà em không được nói với người khác, vì anh đã hứa với mẹ. Tái Sanh à, Hậu Chính Thiên không phải là ba ruột của hai chúng ta. Ba ruột của chúng ta chính là Tiêu Quy Hoàng. Đó là thân thế nực cười nhất trên đời mà tôi từng nghe đó. Lúc thì nói tôi là con của Hậu Chính Thiên, lúc thì nói tôi là con của Tiêu Quy Hoàng, hôm khác lại nói tôi là con của ai đây? Tái Sanh à, tin hay không thì tùy em. Anh đi đây. Thanh Dân à, mẹ, con đang nghĩ cái gì mà chú tâm vậy? Con đang nghĩ gần đây gia đình chúng ta xảy ra rất nhiều chuyện. Con có đi cúng xin Phật Tổ phù hộ cho cả nhà chúng ta bình an vô sự. Nếu như có tín ngưỡng tôn giáo, có niềm tin là chuyện rất tốt. Nhưng cuối cùng có thể giúp bà giải quyết được sự việc chính là con người. Bà có nghe dạng sự tại người chưa? Phát à, con nói như vậy không sai. Nhưng con không nghe người ta nói lúc cần người lúc cần thần.
ngẩng đầu ba thước có thần linh, người đang làm trời đang nhìn. Chỉ cần làm người có lương tâm, đừng làm những chuyện xấu, đừng hại người, ông trời sẽ phù hộ cho chúng ta. Chuyện lớn quá nhỏ, chuyện nhỏ quá không. Mẹ, hôm nay con đi cúng, con có hỏi Phật tổ ba chuyện, liên tục đều là thánh bôi. Con hỏi chuyện gì vậy? Con hỏi là Quy Hoàng có phải vẫn chưa chết? Quy Hoàng có phải đã trở về? Và còn Trần Long Phát có phải là Tiêu Quy Hoàng? Ba lần xin được thánh bôi có gì là khó? Chẳng phải bà đã tìm sở nhập cảnh và người có bộ phận giám định để chứng minh tôi có phải là Tiêu Quy Hoàng không? Nè, sử dụng phương pháp khoa học không được, bây giờ bà lại tìm đến thần linh. Tôi từng nói nhiều lần lắm rồi, tôi không phải là Tiêu Quy Hoàng. Được rồi, giờ cứ xem như tôi thừa nhận mình là Tiêu Quy Hoàng đi. Thì đó cũng là chuyện đã xảy ra. Với những chuyện sắp xảy ra thì có ích gì chứ? Có thể thay đổi được không? Có thể cứu vãn được gì không? Điều không thể, làm ơn xin bà sau này đừng có hỏi tôi có phải là Tiêu Quy Hoàng không, được không? Bác xin lỗi, thường vì chuyện hiểu lầm con chính là Quy Hoàng nhà bác đã khiến con gặp phải nhiều phiền phức. Xin lỗi, sau này không vậy nữa đâu. Mẹ. Chú Phát. Gì ba? Con về rồi. Ba. Gì? Con muốn nói với hai người, sau này con và Thế Dân sẽ không tiếp tục mâu thuẫn với nhau. Sau khi xảy ra nhiều chuyện như vậy, có đánh lộn, có cãi giả, con mới thấy được hai con rất là hiểu nhau. Con ngốc quá. Hai con là anh em sinh đôi, đương nhiên là hiểu nhau. Dì hãy yên tâm đi, sau này tụi con sẽ không để dì phải lo lắng nữa. Bởi vì trên đời này, người thân thiết nhất chỉ còn lại dì. Đâu phải, còn Hậu Chính Thiên nữa, ông ta là ba của con mà. Đúng vậy. Hậu Chính Thiên không phải là ba con. Tái Sanh à, con vẫn còn ghét Hậu Chính Thiên sao? Tái Sanh à, con đừng có như vậy. Chính Thiên không làm tròn bổn phận của người cha là do số mệnh treo ngươi. Dù thế nào đi nữa, ông ta vẫn là ba của con. Bà nè, con và Thế Dân đều biết Hậu Chính Thiên không phải là ba của con. Dì đã nói cho Thế Dân nghe, Tiêu Quy Hoàng mới là ba của con. Những tài liệu mà bà cầm trên tay là sự tổn thất mỗi ngày sau khi công ty nước của chúng ta ngừng hoạt động. Đều do hai anh em đó hại mà. Ơi, ba, những cái này con xem không hiểu gì hết. Ba trực tiếp nói với con đi, mỗi ngày chúng ta tổn thất bao nhiêu? Con cái gì cũng không biết, làm chủ tịch kiểu gì? Tịnh Nghi, giải thích cho anh con đi. Dựa vào những số liệu này, tối đa chúng ta chỉ có thể duy trì thêm một tháng. Tiếp theo có lẽ ngân hàng sẽ gây áp lực cho chúng ta. Đình Mỹ à, bà đừng quên, bên trong cũng có tiền của chúng ta. Tôi nghĩ chúng ta nên tìm một nhãn hiệu mới, thay đổi bao bì, tiếp tục sản xuất. Đến lúc gia tăng vốn sẽ nuốt luôn cổ phần của nhà họ Hậu. Ba, chúng ta làm như vậy có quá đáng không? Đó là cách làm của tiểu nhân. Thì chạy tới nơi mạnh ai nấy chạy,
những gì tôi làm cho nhà họ Hậu đã quá đủ rồi. Bây giờ chính thiên không thể giật dậy, tôi không thể để ông ta kéo theo. Đại Dĩ à, ba của con làm như vậy cũng là vì con thôi, không phải là vô tình vô nghĩa muốn hại bạn. Con nghĩ xem, cứ tiếp tục kiện cáo, không biết phải kiện cáo tới bao giờ mới kết thúc. Chúng ta muốn tiếp tục sống còn thì không thể đợi. Con hiểu ý của mẹ không? Ba làm như vậy có ích kỷ quá không? Đó không phải là ích kỷ, Định Nghi à. Ba biết con đang quen với Thế Kiệt, nhưng những gì hôm nay chúng ta nói con tuyệt đối không được nói ra ngoài, con có biết chưa? Nếu không, con cùng Thế Kiệt sẽ không có tương lai. Con phải giữ mồm giữ miệng, biết không? Ba yên tâm đi, con sẽ không nói, nhưng con cũng không tham gia vào kế hoạch của ba. Nếu không có chuyện gì nữa, con đi trước đây. Em à. Hôm nay ông hẹn tôi ra đây là quyết định thừa nhận, có phải không? Tôi có thể hỏi bà một câu có được không? Tình cảm của bà đối với Hậu Chính Thiên là tình yêu phải không? 25 năm trước, lúc tôi đồng ý làm bà Hậu, tôi chưa bao giờ hối hận. Chính Thiên chăm sóc cho hai mẹ con tôi rất tốt, còn cô Lý nữa cũng dạy dỗ tái sanh rất tốt. Ba ruột của hai đứa nhỏ nên xuất hiện hoặc nên nhìn nhận không quan trọng cũng không cần thiết. Đương nhiên là không quan trọng, bởi vì chưa từng gặp mặt nhau, thậm chí không biết được, cho dù là máu mủ ruột thịt cũng không thể chống lại số phận. Ông còn muốn hỏi cái gì hay muốn biết cái gì nữa? Sao Hậu Chính Thiên có thể chấp nhận hai đứa nhỏ không phải là con ruột của mình? Ông hỏi câu hỏi này đã chứng minh ông chưa từng thật sự yêu qua một người. Có yêu hay không, bản thân tôi biết rõ. Tôi chỉ muốn biết là lòng độ lượng của Hậu Chính Thiên. Chính Thiên thành tâm thành ý, bởi vì ông ấy yêu tôi, bằng lòng chấp nhận tất cả. 25 năm sau, khi ông ta biết Thế Dân và Tái Sanh không phải con ruột mình, ông ta không những không trách tôi mà còn an ủi tôi. Loại đàn ông này đi đâu mà tìm đây? Nếu ngược lại là ông có làm được không? Làm được. Tôi sẽ chăm sóc bà, bởi vì tôi yêu bà. Tôi sẽ không để cho tụi nhỏ khi ra đời đã mất đi bà. Nếu đó là quy hoạch, ông ấy sẽ làm gì? Bởi vì tôi hiểu ông ấy, nhưng còn ông thì không, bởi vì ông là Trần Long Phát. Tôi có thể tiếp tục hỏi bà một câu nữa được không? Bà có khẳng định cặp song sinh Thế Dân và Tái Sanh là con của Tiêu Quy Hoàng? Ông hỏi tôi câu này là để sỉ nhục tôi. Nếu tôi không yêu Quy Hoàng, sao tôi lại để con trai ổng lại?
Tài Sinh, Tài Sinh, Tài Sinh à? Mình chút nữa hại chết con ruột của mình. Ông trời, chẳng lẽ ông đang trừng phạt tôi? Là họ có lỗi với tôi, tại sao lại để con tôi phải gánh chịu? Tại sao vậy? Tôi có một lời khuyên, ông có ra tay, hãy chọn đúng người, nếu không có hối hận cũng vô ích thôi. Theo như lời Ngô Thiện Lương nói, cái gì hối hận? Không lẽ ông ta cũng biết tái sanh vào thế gian là con trai của mình? Khi con biết được ba của con là Tiêu Quy Hoàng, con có cảm nhận như thế nào? Bởi vì con không hề có ký ức đó. Chú à, chú muốn con có cảm nhận gì? Rồi đi. Hay là như vậy, ý chú là lần đầu tiên con biết lúc con không có ba, con nghĩ như thế nào? Đương nhiên là đau lòng rồi. Con không phải là không có ba, chỉ là ba đã qua đời rồi. Từ nhỏ con đã không có một người để kính nể, không có một người uy nghiêm để quản con, nhất là lúc tuổi mới lớn. Mẹ con thật sự quản con không nổi. Con và mẹ có một khoảng thời gian rất lâu không nói chuyện với nhau. Lúc đó con không thích học hành, không thích về nhà, ở bên ngoài chơi, ở bên ngoài leo lỏng, có đại ca để ỷ lại, có lính để sai làm những chuyện lặt vặt. Con thấy ở bên ngoài ấm áp hơn trong nhà, bởi vì con không muốn bị người ta khinh thường mình, không muốn người ta biết con không có ba, nên con đã chơi cùng họ, bởi vì như vậy sẽ không có ai dám ăn hiếp con. Tái sanh được, chú bảo đảm với con, sau này sẽ không có ai dám ăn hiếp con. Sản phẩm của chúng ta đã thay đổi bao bì sản xuất, nhưng hai ngày nay tiêu thụ vẫn không tốt. Lòng tin của người tiêu dùng đối với chúng ta đã không còn nữa. Những nơi bày bán đều yêu cầu trả hàng về. Chú sẽ nghĩ cách để người tiêu dùng tin tưởng nước của công ty Chính Thiên là tốt nhất. Tịnh Ghi, dạ. Trong khoảng thời gian này đã vất vả cho con, con đừng vì mẹ mình mà gây áp lực lớn cho bản thân nha. Con biết rồi. Bà hãy yên tâm, con sẽ cố hết sức để giúp cho Tịnh Ghi mà. Không phải cố hết sức mà là toàn lực. Dạ đúng. Tịnh Ghi, anh. Xin chào. Tịnh Ghi, ba, mọi người sao đến đây vậy? Ngồi đi. Ngồi đi. Vốn dĩ ba định gọi điện thoại, nhưng chuyện này ba nên gặp mặt nói rõ với con, vì con hay nghĩ ngợi lung tung.
Có chuyện gì nghiêm trọng vậy ba? Bà muốn đình chỉ mọi chức vụ của con. Đồng sở trưởng à, tòa xét xử vẫn chưa tuyên án mà. Tổng giám đốc đâu nhất thiết có tội đâu, sao giờ này ông lại... Tôi phải tạm dừng chức vụ của Thế Dân vì không muốn tâm trạng của nó ảnh hưởng đến công việc. Bà, sao bà không tin tưởng con? Sinh mạng của tái sanh quan trọng như vậy, vậy còn con không hề làm gì sai. Thế Dân, con hiểu lầm ý của ba rồi. Ba, con biết rồi. Bởi vì con không phải là con ruột của ba. Thế Dân, hãy nghe ba nói. Con không muốn nghe. Anh à, Thế Dân, anh. Đồng sở trưởng, bất cứ ai không tin tưởng anh ấy còn không sao hết. Nhưng mà nếu ông không tin tưởng anh ấy thì anh ấy còn đau khổ hơn là mình bị tuyên án nữa đó. Hậu Thế Dân à, Hậu Thế Dân, anh làm ơn đi chậm lại đi. Hậu Thế Dân, đừng lại à. Em làm gì vậy? Đừng có lẻo đẻo tha anh nữa. Là tại em quan tâm anh chứ bộ. Anh với thái độ như vậy, nếu biết trước á, em sẽ mặc kệ anh luôn. Lại. Cảm ơn em. Bây giờ chỉ còn có em là tin tưởng anh. Con người của em đâu có tốt đâu chứ, chỉ biết trọng tình nghĩa thôi mà. Anh biết. Cũng giống như em đối với Lý Thái Sanh. Anh đừng có nói chuyện của em nữa. Cũng giống anh, cho dù hiện giờ anh không còn là tổng giám đốc đi nữa cũng không sao hết. Anh đừng có tính toán như vậy. Anh không phải vì chuyện tổng giám đốc mà giận đâu. Vậy thì là cái gì? Nếu như một ngày ba em không tin tưởng em và ba em không muốn em ở lại trong nhà, em sẽ làm như thế nào? Như trước đây, cho dù là em không muốn ở nhà, em cũng không có nghĩ tới. Lỡ như một ngày nào đó ba em thật sự không cần em nữa, như vậy em sẽ không biết mình phải làm sao đây. Từ nhỏ anh đã nghĩ rằng anh là người ưu tú nhất của nhà họ Hầu. Mãi cho đến bây giờ mọi người đều công nhận năng lực làm việc của anh. Nhưng gần đây anh lại phát hiện ra mình không phải là con trai của Hậu Chính Thiên. Lại thêm xảy ra chuyện Hà Đồng, làm cho anh cảm thấy mình mất hết tất cả. Anh yên tâm, cho dù cả thế giới này không ủng hộ anh đi nữa, em cũng sẽ ủng hộ anh. Tâm trạng của anh em rất hiểu mà. Sao em hiểu? Nếu như chuyện gì anh cũng tính hết thì làm sao sống vui được. Lúc nãy em nhìn thấy đồng sự trưởng, ông ta không phải là không muốn để anh làm tổng giám đốc, nhưng cũng không phải là không có tin tưởng con trai của mình. Chỉ là chuyện của công ty, ông ấy muốn để người ngoài thay đổi cách nhìn. Lúc nãy anh phản ứng như vậy, anh có cảm thấy mình quá đáng không? Nhưng mà em có biết, ba em làm như vậy mọi người sẽ nghĩ anh đố kỵ Lý Tây Xanh nên mới hạ độc hãm hại. Cái gì mà mọi người, em nói cho anh biết nha, em á là tin tưởng anh 100% luôn đó. Làm gì có ai an ủi anh giống em. Ừ, có chứ, thì có em nè. Anh biết cười rồi hả? Biết cười tức là anh đã không sao rồi. Được rồi, được rồi. Em nói nhiều với anh như vậy á, anh phải mời em ăn kem mới được. Ăn kem hả? Ừ. Xin lỗi nha, bây giờ anh không có rảnh. Nè, Hậu Thế Dân, nếu anh còn xem em là bạn của anh á thì anh phải mời em ăn kem mới được. Đi. Nè. Mẹ, con xin lỗi. Con còn nhớ lần đầu tiên lúc con ẵm Thế Dân tới gặp mẹ.
Mẹ cảm thấy Thế Dân không giống chính thiên. Thậm chí mẹ còn cảm thấy nó rất giống Quy Hoàng. Vì chuyện này, mẹ đã hỏi Nguyệt Lý rất nhiều lần, nhưng nó cứ ậm ừ, không biết trả lời thế nào, lúc thì nói sang chuyện khác. Tuy mẹ rất hoài niệm, nhưng các con không muốn chính miệng nói với mẹ, mẹ cũng không dám miễn cưỡng. Nhưng mà Thanh Vân à, sao con lại nhẫn tâm để mẹ chịu nỗi đau, đợi chờ con trai mình trong 25 năm chờ đợi gần nửa cuộc đời của mẹ. Giờ con mới cho mẹ biết mẹ còn hai đứa cháu. Tại sao lại như vậy? Tại sao năm xưa lại lừa dối mẹ? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Mẹ, năm xưa khi Quy Hoàng rơi xuống biển, mẹ còn đang hôn mê. Con thật sự không biết làm thế nào. Thậm chí con muốn đi theo Quy Hoàng. Lúc ở bên vách núi, chính thiên đã cứu con. Nguyệt Lý rất lo lắng, khi bụng của con càng ngày càng lớn, làm sao có thể nhìn mặt mọi người, cho nên mới... Được rồi, đứng dậy đi. Chính vì như vậy, bất đắc dĩ con mới lấy chính thiên. Vậy thì chính thiên có biết Thế Dân không phải con ruột của mình không? Ông ấy biết, ông ấy bằng lòng tiếp nhận hai mẹ con cô. Mẹ, mẹ hãy tha thứ cho con, tha thứ cho sự nông nổi của người mới làm mẹ này. Trong 25 năm qua, mỗi ngày con đều đau khổ. Con có lỗi với Quy Hoàng, con có lỗi với chính thiên, con có lỗi với Thế Dân và tái sanh, con có lỗi với mọi người. Con đừng nói như vậy, con đừng nói như vậy mà Thanh mẹ. Dân, mẹ biết nỗi đau khổ ở trong lòng con, bởi vì mẹ cũng đau khổ như vậy. Ngoan, đừng khóc nữa, đừng khóc nữa. Ít ra thì Quy Hoàng vẫn còn để lại Thế Dân và tái sanh cho chúng ta. Đó là sự an ủi lớn nhất. Chúng ta nên vui mừng, nên vui mừng mới phải. Cảm ơn mẹ. Đây là chiếc vòng mà dì đã tặng cho em. Dì nói đây là vòng tay dì tặng cho con dâu, nhưng mà con dâu của dì là ai là do anh quyết định. Yên tâm, em sẽ không vào. Em mới nghe nói ba ruột của anh không phải Hậu Chính Thiên mà là Tiêu Quy Hoàng. Anh cũng mới biết cách đây không lâu. Em không phải trách anh đã không nói cho em biết. Tiêu Quy Hoàng là hung thủ giết chết ba em. Tuy anh chưa từng gặp ông, nhưng anh thấy mình đã mắc nợ em. Là vì Tiêu Quy Hoàng
Em đến bây giờ vẫn không thể xác định Tiêu Quy Hoàng có phải là hung thủ đã hại chết ba em không. Nhưng em có thể khẳng định người giết chết em là anh. Những gì cần nói em đã nói xong. Em sẽ không khóc nữa. Em thấy mình rất mất mặt. Một người con gái sao để mất sĩ diện như vậy. Em xin anh, không cần biết anh dùng cách gì, hãy làm một lần để em có thể mãi mãi rời khỏi anh. Cái vòng tay này là mẹ của anh tặng cho em, nên đeo nó ở tay em. Đó là lòng mong ước của mẹ. Đây là quà dì tặng em. Vậy còn anh, anh có thể cho em cái gì? Anh không biết là có thể cho em cái gì. Vả lại anh vẫn còn chưa chuẩn bị xong. Là anh chưa chuẩn bị hay là chưa bao giờ nghĩ tới sẽ cho em cái gì? Cậu mới nói loại nước mới do công ty Chính Thiên sản xuất không thể đưa ra thị trường. Chuyện này là rất nghiêm trọng. Nhưng mà tôi có điều tra qua, cổ phiếu của công ty Chính Thiên không vì chuyện này mà bị ảnh hưởng nhiều đâu. Nhưng mà chuyện này đối với Ngô Thiện Lương không phải là một tin tốt. Tôi có dò la được tin tức. Hình như là ba của Lại có cho người lên Đài Bắc để bàn về vấn đề khoản vay đó. Đã lòi ra cái đuôi rồi. Không hiểu sao trước đây mảnh đất để xây dựng công ty nước là do Ngô Thiện Lương dùng danh nghĩa riêng để mua vào. Ông ta muốn lợi dụng giá đất ở Đài Bắc vẫn còn đắt đỏ nên chuyển bán cho tôi. Nhưng trước đó tôi đã chuyển bán lại cho Hậu Kinh Thiên. Hèn gì trước đây họ một hai không chịu bán đất cho chúng ta. Trong đời này tôi ghét nhất là hai người phản bội. Lần đầu tiên tôi hợp tác với Ngô Thiện Lương thì hắn đã gian dối với tôi. Cậu nghĩ xem, nếu tiếp tục hợp tác cùng hắn, hắn sẽ bòn rút bao nhiêu tiền của công ty. Đồng sự trưởng à, hiện giờ Tái Sanh phải làm sao đây? Xưởng trưởng đó chỉ là hữu danh vô thực, ngay cả Ngô Thiện Lương, Ngô Đại Dĩ cũng không có quyền quyết định. Tư Quang nè, cậu thay tôi đi hẹn Dương Đình Mỹ. Mẹ của Ngô Đại Dĩ? Ừ. Cậu nói với bà ấy, tôi có cách giúp họ giải quyết.